Chào tất cả anh em đã đến với kênh của Được Đất Bắc. Hôm nay Được sẽ chia sẻ về một vấn đề về một cái hồ sơ 1.8 cách đây tầm khoảng 2 tháng được đó là. Cho những cái anh chị nào đang muốn làm ăn chung với ai đó, mình nên nhớ là mình làm ăn chung thì đương nhiên mình sẽ tự tin tưởng. Tin tưởng là một lẽ, nhưng quan trọng ở đây là mình phải quản lý được. Quản lý được mình hay làm. Để ý đừng giống như hai anh này. Bây giờ trường hợp đầu tiên Được sẽ nói nè. Hai anh này làm ăn chung với nhau, góp vốn cổ phần với nhau với sự tin tưởng của anh A. Mình đặt cái anh A và anh B. Anh A này tin tưởng anh B quá, cho anh B này đứng tên về pháp lý của công ty đó, mà công ty đó chính là công ty hóa chất. Sau vài năm làm ăn chung với nhau thì lợi nhuận của công ty đương nhiên sẽ có, và với chức quyền, chức vụ và nghĩa vụ và quyền hạn của cái anh B này nhiều quá, cho nên anh làm giám đốc mà anh tự ý anh rút tiền của công ty ra mà anh không hỏi canh anh A, phải không? Anh không tự ý không hỏi. Nếu mà anh rút tiền của công ty ra, anh làm việc của công ty thì mình không nói đây, mà anh tự ý rút tiền của công ty ra, anh làm việc cá nhân của anh đi mua nhà, anh ở đó, anh không hỏi ý kiến của anh B, cho nên xin lỗi, ý kiến của anh A đó. Anh A mới phát hiện ra anh B này làm chuyện rút tiền ra làm việc riêng thì đương nhiên rồi, anh A sẽ không làm ăn chung với anh nữa, anh ta nữa, yêu cầu rút lại vốn và chia lợi nhuận. Hai anh này đứng thống nhất và bàn bạc với nhau sẽ thành một cái giấy nợ là 1.8 tỷ, yêu cầu cái anh A này phải thanh toán, anh B này phải thanh toán số tiền 1.8 tỷ theo cái giấy hợp đồng mượn tiền. Nó thành cái hợp đồng mà không phải là hợp đồng mượn tiền, mà là hợp đồng giữa cái lợi nhuận chia ra thành một cái giấy nợ nha. Yêu cầu cái anh B này phải trả theo tiến độ mà anh đã hứa xong cái số tiền trên, ngày tháng năm cụ thể để mà thanh toán. Nhưng trong thời gian mà anh B hứa hẹn á, anh B cũng không thực hiện đúng. Mỗi lần anh A xuống thì điện thoại đến thì hứa hẹn là ngày này tháng nọ, không, chưa thực hiện đúng. Thấy không? Nhưng cái ghét nhất ở đây là đã viết cho người ta cái giấy nợ và hứa thực hiện đúng thì nên làm. Những cái thể loại đó được ghét lắm, đúng không? Đừng bao giờ hứa cho qua lo, đừng có ký vô đó qua lo, đừng có, nói chung đừng có hứa để cho có. Sau khi một thời gian đó, anh A đã liên hệ trực tiếp qua công ty Được, là công ty mua bán ở Đắk Lắk, liên hệ trực tiếp qua cho Được, và anh ta đã trình bày vấn đề này. Công ty Được sẽ coi về pháp lý thì sẽ tiến hành mua cái khoản nợ của anh ta đó, và công ty Được sẽ làm theo trình tự của pháp luật tiến hành xử lý cái khoản nợ này. Trong quá trình mà công ty Được đã làm á, thì anh B đặt ra nhiều cái điều kiện mới thanh toán đó. Còn riêng công ty Được, riêng bản thân Được nha, nói thẳng là vấn đề này, đã mua nợ rồi thì chỉ tính ra về pháp lý. Thứ nhất, trong giấy nợ phải ghi rõ ràng cụ thể về pháp lý thì công ty Được sẽ mua, nhưng trong giấy nợ chưa có cái gì được gọi là sự ràng buộc với nhau. Ràng buộc ở đây là ràng buộc để làm cái này làm cái kia rồi anh B mới thanh toán cho anh A. Trong giấy nợ không có thì đừng bao giờ đặt cái sự áp đặt ra cho bên Được nha. Đừng bao giờ đặt áp đặt đó để mà làm. Còn riêng công ty Được á, đã nói rồi, làm trên pháp lý ghi như thế nào thì số nợ bao nhiêu thì sẽ trả bấy nhiêu, chứ đừng đặt ra cái vấn đề này vấn đề kia rồi mới thanh toán nha. Còn nếu mà Được cảm thấy anh có thiện chí, ok, anh có thiện chí, tôi sẽ đáp ứng hết nhu cầu của anh để anh thanh toán, nhưng tôi đã đáp ứng nhu cầu của anh rồi, anh đừng có vượt quá cái nhu cầu người ta, vượt quá cái nhu cầu của người ta quá, bắt nhiều quá, áp đặt cho công ty Được làm nhiều quá thì không bao giờ được nha. Đã không áp đặt cho ai rồi thì đừng bao giờ mà áp đặt cho Được. Cái bản thân Được đã nói rồi mà, Được đi làm cái gì như vậy. Còn cái ghét nhất ở đây, anh ta nhờ một cái đơn vị thứ ba đứng ra để mà chống nợ cho anh ta đó. Được đã nói rồi, Được nhỏ thật, Được làm cái gì cũng vậy, Được chỉ sợ cái sai thôi chứ cái đúng Được không bao giờ sợ, cho dù người đó là ai đi nữa.
đã sai rồi, đã nợ rồi, mà cho đã nợ người ta rồi thì cho dù đi đến đâu đi nữa mình cũng sai. Nợ không trả thì đi đến đâu mình cũng sai đó. Còn được cũng nói cho mấy cái anh nào mà thích làm cái việc mà đi ra mà hơi ưa chống tiền chống nợ á, được nói cho mấy anh nghe nè, anh có lớn hoặc anh có như thế nào nữa, được tuyên bố thẳng một câu, được không ngại đâu. Tôi nói thật, được không ngại đâu. Vì công ty được làm cái gì cũng phải đúng, được mới làm chứ không bao giờ được làm sai hết. Anh đã ký vô cái tờ giấy nợ đó rồi, anh nên nhớ nè, anh đủ nhận thức, anh đã ký vô đó rồi. Ngày tháng cụ thể anh đã thanh toán người ta thì anh đọc, trước khi đọc anh đã ký thì anh phải thanh toán. Không có sự ràng buộc ở đây thì đương nhiên anh đừng đưa ra cái những cái câu nói ràng buộc để mà xong cái việc đó thì anh mới làm. Nói thẳng cho một câu rồi nha. Trở về vấn đề mà sự góp vốn để mà anh chị nào đó muốn làm ăn chung nhau thì nên cảnh giác. Đó cũng là một sự tin tưởng đến mức mà để cho cái anh B đó tự ý rút tiền ra. Nếu mà thật sự ra mà mình quản lý tốt thì đương nhiên là mình sẽ biết anh ta rút tiền ra một lần hai lần là mình đã biết rồi. Chứ đừng đâu quá số tiền mà đến khi mở công ty muốn phá sản luôn thì anh mới biết, phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cho nên những cái anh chị nào muốn làm ăn chung với ai đó nên nhớ là mình quản lý được thì mình phải làm ăn chung để có công chạy đến bến cái công ty được nữa. Thật sự mình làm cái nghề này nè là mình muốn có những cái khoản nợ để công ty mình đòi, nhưng mà quan trọng ở đây á, công ty được á, thậm chí ra cũng không muốn đâu. Thật sự ra những cái khoản nợ đã đến với công ty được đã mua rồi á, và công ty được xử lý luôn á, là thật sự là những cái khoản nợ đó rất là khó rồi mới đến công ty được đó. Cho nên được cũng không muốn làm nhiều những cái khoản nợ. Mình thấy nhiều khoản nợ quá thì đương nhiên nhiều người ta cũng khổ lắm các bạn. Nhiều người ta giàu không có, không giàu không nói, nhiều người ta khổ lắm, tiền không có bao nhiêu hết á, dành dụm xong đưa nó mượn xong nó cũng giật xong rồi tưởng gì, nó nói chuyện đàng hoàng cũng đỡ, nó nói còn nó ngang, nó ngượng, thậm chí nghe nó còn chửi, nhiều khi nó còn động tay động chân với những người mình cho nó mượn. Cho nên được gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Hôm nay được sẽ chia sẻ về vấn đề đó thôi. Chúc mọi người có một năm mới thật nhiều may mắn và nhiều sức khỏe nha. Được cũng thông báo luôn là mùng 9 này công ty được sẽ khai trương. Cho nên những anh chị nào có những cái khoản nợ nào thật sự khó đồng, liên hệ đến công ty được, nếu có pháp lý ok được sẽ mua và được tiến hành xử lý cho nha. Chúc mọi người một lần nữa chúc mọi người năm mới, qua năm 2023 chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực nha.